Xin chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB. Hôm nay tôi lại làm một cái video clip giới thiệu đến cho anh em 5 cái mẫu bơm tay cao áp dùng cho súng BCB Kondo FX truyền thống Benjamin. Trong cái video này sẽ có chương trình giảm giá cho anh em mua một sẽ được tặng một nhé. Thì cụ thể chương trình giảm giá và tặng quà như thế nào, các bác cố gắng bớt ra 5-7 phút theo dõi video cho em để biết được những cái quà tặng của mình khi mua bơm các bác nhé. Đấy. Đầu tiên thì em sẽ báo giá chi tiết từng mẫu bơm và báo giá công khai cho các bác nhé. Còn về quà tặng ấy thì rất chi là nhiều quà tặng các bác nhé. Đấy, tất cả ở đây đều là quà để tặng cho các bác hết nhé. Đấy, khi các bác mua bơm thì sẽ được tặng theo miễn phí. Thứ nhất là một cái ti bơm các bác nhé. Một cái ti bơm giá thị trường đâu đấy khoảng trên dưới 100 các bác nhé. Đấy, hoặc một cái van nằm một chiều chân 8, chân 10 các bác nhé. Đấy, một cái túi rong sim, một túi rong sim này, một cái lọ dầu nhé. Thì trong chương trình ngày hôm nay có 1, 2, 3, 4, 4 món quà các bác nhé. 4 món quà, các bác thích món quà nào em sẽ tặng cho các bác món quà đấy. Các bác lưu ý cho em khi các bác mua bơm, các bác thích món quà nào các bác bảo em nhé. Các bác bảo ví dụ các bác thích cái ti, các bác bảo em ơi tặng cho em cái ti. Không cho tránh trường hợp đến lúc em gửi đến nó lại bị nhầm lẫn, anh em nói qua lại cũng không hay lắm đúng không? Đấy thì quà tặng các bác thích cái nào em sẽ tặng các bác đấy. Không thì em sẽ tặng cho các bác một chai nước làm mát. Lọ dầu, rong sim, ti bơm, các bác thích cái gì em tặng cho bác nhé. Đấy. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác luôn về cái mẫu bơm tay Shinyongsi. Đây, cái mẫu bơm tay Shinyongsi các bác quan sát này. Cái mẫu này thì đỉnh cổ chóp rồi các bác nhé. Đấy, đồng hồ to, lọc ẩm to, chân là chân không có gấp được các bác nhé. Đấy, con này thì là bầu bằng inox này, thân bơm bằng inox hết các bác nhé. Con này có nhược điểm là chân này không gấp được thì nó hơi bị vướng một chút nhá. Anh em nào ví dụ mình bơm ở nhà thì ok, nhưng các bác đi vào rừng ấy thì mình mang con này đi nó sẽ hơi bị vất vả và cồng kềnh. Con này báo giá công khai cho anh em nhé, giá là 1.800.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Đến nơi anh em được quyền kiểm tra hàng, tiết hàng trước khi nhận. Đấy, bên em sẽ bảo hành cho bác lỗi đâu đổi đấy đối với tất cả các dòng bơm nhé. Đây, em giới thiệu cho bác cái mẫu bơm thứ hai nhá. Mẫu bơm thứ hai em lên cho bác đây là mẫu bơm đây là mẫu bơm Đại Bàng các bác nhé. Đây, mẫu bơm Đại Bàng, một thương hiệu rất chi là nổi tiếng. Con này là hàng mới em nhập về đang bán trên thị trường các bác nhé. Mẫu bơm Đại Bàng, đồng hồ to, lọc ẩm to, các bác nhìn đầu lọc ẩm siêu to khổng lồ này. Con này là hàng của Nhật các bác nhé. Đây, các bác quan sát, con này là hàng của Nhật nhé. Có sẵn nước làm mát trong bơm nhé. Con này có nước làm mát trong bơm. Chân con này là chân gấp các bác nhé. Nước làm mát trong bơm, các bác bơm lên cực kỳ là nhanh và khỏe. Thân bơm nó không bị nóng các bác nhé. Đấy, không bị nóng thân bơm. Đối với cái mẫu bơm Đại Bàng này thì bên em bán được giá công khai là 1.200.000 nhé. Cái này bao cho anh em bơm khoảng độ tầm 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc nhé. Các bác bơm nó lên nhanh, lên nhẹ và khỏe. Cái mẫu này bảo hành cho bác lên đến 1 năm nhé. Trong vòng 1 năm các bác dùng có vấn đề gì thì bên em sẽ bảo hành cho bác nhé. Ok chưa? Thời gian bảo hành cực kỳ là dài. Con này dùng khá là ổn định, bền bỉ nhé. Đấy. Có nước làm mát trong bơm, thân bơm làm bằng chất liệu đặc biệt tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh. Đây là bơm Đại Bàng phiên bản cao cấp các bác nhá. Phiên bản cao cấp đấy. Giá của nó là 1.200.000 các bác nhá. Đấy. Mẫu này bao cho anh em bơm nhanh, bơm nhẹ nhá. Đấy. Giá là 1.200.000 các bác nhá. Bơm Đại Bàng. Cái này bảo hành cho bác 1 năm. Trên thị trường thì bây giờ các bác hiện tại con bơm này thì em đang nhập về bán phân phối hàng của Nhật. Các bác cứ yên tâm về chất lượng nha. Đây, bác nào muốn mua hàng thì có thể vui lòng gọi điện đến ba đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, cái mẫu bơm thứ ba em giới thiệu đến cho bác đây là mẫu bơm đồng hồ to, lọc ẩm to, hiệu FB này, chân gấp các bác nhé, chân gấp này. Đấy, cái này chân gấp rất chi là tiện rồi. Thì cái mẫu bơm này bao cho anh em bơm khoảng 300 đến 320 cân nhé các bác nhé. Đấy, phụ kiện đi kèm thì nó sẽ bao gồm một túi rong sim, một cà lê đa năng, một lọ dầu bôi trơn và một túi bông lọc ẩm các bác nhé. Đấy. Mẫu này thì em đang bán giá công khai là 900.000 các bác nhé, 900.000. Bác nào muốn mua được một mức giá tốt hơn thì có thể vui lòng gọi điện trực tiếp đến ba đầu số để ép giá các bác nhá, để thương lượng thêm. Đấy, đến nơi anh em đều được quyền kiểm tra hàng, test hàng các bác nhá. Đấy, đấy là quyền lợi của anh em khi mua hàng bên em, là bảo hành cho bác trọn đời. Đây, tiếp theo lên cho bác cái mẫu bơm thứ tư nhá. Mẫu bơm thứ tư đây là mẫu bơm đồng hồ to, lọc ẩm bé, hiệu FB, con báo chân con này là chân gấp các bác nhá. Đấy, con này thì bao cho anh em bơm khoảng 250 đến 280 cân nhé. Con này thì báo giá công khai cho anh em là 750.000 nhá, bơm nhớ. Cái này gọi là bơm nhớ đồng hồ to lọc ẩm bé, bơm nhớ 750.000 các bác nhé. Đấy. Đây là những mẫu bơm được anh em sử dụng khá là nhiều. Còn mẫu cuối cùng thì em giới thiệu đến cho bác đây là mẫu bơm đồng hồ nhỏ lọc ẩm nhỏ chân cánh én. Cái này các bác là sơ truyền thống nhá. Truyền thống các bác lấy con này rất chi là ok nhá. Đấy. Truyền thống các bác lấy con bơm này thì tuyệt vời rồi.
Thì hiện tại mẫu bơm này em đang báo giá công khai cho anh em nhé. Mẫu bơm truyền thống thì giá là 600.000 các bác nhé. 600.000 đã có cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc các bác nhé. Đấy. Còn là em nói một chút về cái mẫu bơm đại bàng này nhé. Mẫu bơm đại bàng này thì con này là hiện tại bây giờ là rất chi là anh em mua rất chi là nhiều. Lúc nào trong tình trạng cháy hàng, hàng về không kịp. Vì sao? Vì dùng nó rất chi là bền bỉ các bác nhé. Đấy. Có sẵn nước làm mát trong bơm nhé, đấy là một ưu điểm rất chi là lớn. Mình bơm nó sẽ tỏa nhiệt khá là nhanh, nó không bị nóng, gioăng sim nó sẽ rất chi là bền các bác nhé. Đấy, cái mẫu này là giá là 1.200.000 các bác nhé. Đấy, còn tinh cái mẫu FB, cái hàng này là hàng của Nhật nhé. Còn bác nào chán thì cái mẫu FB rồi thì có thể lấy sang mẫu bơm đại bàng phiên bản cao cấp nhé. Đây, những cái mẫu FB thì giá nó rẻ hơn, hợp lý hơn một chút thôi nhé. Đấy, quà tặng thì đây, các bác mua bơm thì nó sẽ mặc định có theo một túi lăng xin, một túi bông, một lọ dầu siêu to khổng lồ và một cà lê đa năng. Các bác mua bơm nào nó sẽ có theo bốn món này. Còn bốn món này là quà tặng dành riêng cho anh em nhé. Quà tặng này thì nó có giá trị từ 100 đến hơn 100 các nhé. Đấy, ví dụ cái ti này thì giá thị trường đâu đấy khoảng 90.000 cho đến 100, cái này khoảng độ tầm 120-130 các bác nhé. Đấy, thì các bác thích lấy quà tặng gì thì bảo em để em tặng cho các bác nhé. Để tri ân khách hàng trong thời gian vừa rồi luôn luôn đồng hành và ủng hộ cùng shop các bác nhé. Đấy, đây ba đầu số điện thoại của shop đây. Bác nào muốn mua hàng thì có thể gọi điện trực tiếp đến ba đầu số của shop để được nhân viên báo giá tư vấn cho bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.